Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa đồ nhựa trên đường Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi. Nhiều người dân chứng kiến cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen cao nghi ngút từ tầng 2 của kho đồ nhựa. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Quảng Ngãi điều động xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã sử dụng thang chữa cháy đưa vòi nước lên cao tiếp cận đám cháy. Đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu cơ quan chức năng xác định không có người bên trong căn nhà khi xảy ra vụ cháy nhưng thiệt hại tài sản rất lớn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 22 tháng 10, đồn biên phòng Gành Hào, huyện Đông Hải đã bàn giao ngư dân Phan Văn Vắc, 30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, cho công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Thông tin ban đầu cho biết, tàu cá BL91367TS xuất bến qua trạm kiểm soát biên phòng Gành Hào vào ngày 18 tháng 10, do ông Đoàn Văn Hận, 37 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 15 ngư dân. Quá trình khai thác hải sản trên biển, giữa thuyền trưởng Hận và Vắc xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc say rượu, hai bên xô xát, Vắc lấy hung khí đâm ông Hận tử vong. Nhận tin báo, đồn biên phòng Gành Hào chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiếp cận tàu cá BL91367TS, bắt giữ Vắc, sau đó đưa đối tượng vào bờ, bàn giao cho công an tỉnh Bạc Liêu xử lý theo quy định của pháp luật. Trưa ngày 22 tháng 10, Đài khí tượng, thủy văn khu vực Nam Bộ phát đi bản tin cảnh báo dông, lốc, sét và mưa đá cục bộ khu vực Nam Bộ. Theo đó, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đã và đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét ở các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Long An và thành phố Cần Thơ. Trong những giờ tới, cảnh báo xuất hiện mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to kèm theo dông, sét tại các khu vực kể trên. Sau đó, mây dông khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và 22 bị can về tội trốn thuế và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngày 9 tháng 3, nhiều tổ trinh sát của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ập vào các điểm ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai bắt giữ các đối tượng. Khám xét, công an thu 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng, điện thoại di động, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung trị giá. Nhóm khai từ năm 2017 tới nay đã sử dụng chứng minh nhân dân của người thân và mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập nhiều công ty ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Sau đó, nhóm tìm khách hàng trên mạng rồi liên hệ chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung với mức giá 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế. Công an xác định từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, nhóm sử dụng 41 pháp nhân mua bán trái phép hơn 34.200 hóa đơn giá trị gia tăng cho 3.273 doanh nghiệp đơn vị ở nhiều tỉnh thành với tổng trị giá hơn 4.000 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 10, tại tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh, Kỳ Xuân, một số vị trí mái ta luy âm của tuyến đường về phía biển mặc dù được kè bằng các khối đá hộc và bê tông, nhưng đã bị xé nứt toát, vỡ, sập lún, sạt lở thành từng mảng nằm ngổn ngang kéo dài cả chục mét. Do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều vị trí xung yếu trên tuyến đường quốc phòng ven biển nối liền xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên và xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở, sụp lún, đe dọa nguy cơ mất an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua lại. Đặc biệt, tình trạng sạt lở trên tuyến đường này còn tạo thành một hố tử thần sâu khoảng 2-3 mét, chiều rộng khoảng 3-4 mét ngay bên mái kè phía biển. Xung quanh khu vực miệng hố sâu này không có rào chắn và biển cảnh báo. Hiện tại, tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp tục khoét sâu, tạo hàm ếch vào lòng đường và trở thành cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Đã có nhiều khối đất, đá bị sói lở cuốn xuống đáy hố,
Ngoài ra, dọc phía ta luy dương trên tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh, Kỳ Xuân cũng xuất hiện nhiều vị trí sạt lở. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh cho biết, việc khắc phục sạt lở và làm kè kiên cố bên tuyến đường quốc phòng ven biển Cẩm Lĩnh, Kỳ Xuân cần phải có nguồn kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của địa phương thì không thể đáp ứng được.